chiều mỗi đứa bao nhiêu, năm đứa ai được chung? 34 ở chiều chiều. Chiều 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 ạ. Chả đâu có đâu, nói chả hiểu kiểu gì. Chưa phải ăn cơm à? Có à. Người ta chửa thì người ta hai người, người ta phải đi đói, đéo nào đói run chân. Điền này em đây rồi phát triển ăn nhiều. Cà chua, mình thì cả cái để trộn lên bỏ ăn ngon. Ăn bùng bát. Hỗn độn. Nhìn là hỗn độn thì nó bình thường mà. Mình cho rau thiên lý này, nấu canh với cả thịt lợn xay này. Thịt lợn xay với cả hình như ở trong môi trường thì không phải thịt lợn xay đâu. Có môi trường với cà chua đảo lên rồi. Cho hành hải ui ăn ngon. Còn cái lực bùi mắt cơm của em. Em thấy chị nha, cái lúc mà chị đang cầm tuổi để chị em nhìn chị thương hơn. Cất gì mà ăn mà tao chả có gì mà ăn. Nhìn chị thương hơn con lợn. Lợn mà gì ăn cái bữa giờ hơi như mày này. Chả bao giờ được ăn gì. Chỉ có ăn bữa chính, bữa chính không về bữa thì ăn cơm nó ra mà ăn giờ ăn mười thế này. Quá lên đi. Ăn 4-5 bát cơm này. Ăn 4-5 bát cơm thì ăn nhưng mà ý là ăn đúng bữa thôi, không phải lên đây cứ run chân, có gì mà run chân. Ở đâu đâu có mà ăn mà run chân. Đây chỉ được một hôm kia, một ngày đạp đạp 4 lượt lên khi nào đạp quay về chẳng có mà ăn gì. Là chị nhau cũng để thì em muốn học. Chuyện gì giờ? Bằng tuyển qua nhà thưa để lại chị Quý. Hả? Quang thì tôi để lại chị Quý. Chú không để Quang rồi. Muộn. Hôm nay cả nhà cửa còn có 2 triệu, à 22.000. Mẹ ơi! Đình tép thì chê quan nó phép.
ra đây.